chào quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chuyên mục chuyển động bóng đá 24 giờ của Mê Bóng Đá. Trước khi đến với những thông tin mới nhất có trong video ngày hôm nay, các bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh và ấn nút thông báo để có thể cập nhật những video mới và nhanh nhất của chúng tôi. Còn bây giờ hãy cùng Thục Phi đến với những tin tức đáng chú ý có trong bản tin ngày hôm nay. Messi tuyên bố rời Barca khi gặp huấn luyện viên Koeman. Đây là thông tin vừa được tiết lộ trên đài RAC 1. Theo đó, Messi thừa nhận với huấn luyện viên Koeman rằng anh đã mất niềm tin vào chủ tịch Josep Bartomeu của gã khổng lồ xứ Catalan. Chính bởi thế nên siêu sao người Argentina đang cân nhắc khả năng sẽ nói lời chia tay với câu lạc bộ mà mình đã gắn bó suốt từ năm 2001 tới giờ. Những gì mà Messi vừa chia sẻ đều rất đáng để cho Man City lưu tâm. Đúng là huấn luyện viên Pep Guardiola của Manchester City từng nói đi nói lại khả năng cậu trò cũ của mình nên kết thúc sự nghiệp ở Barca. Nhưng nếu Messi thay đổi ý định thì rất có khả năng ông sẽ tìm cách đưa cầu thủ này về với Etihad. Ngoài Manchester City thì PSG và Inter Milan cũng là những đội bóng đủ tiềm lực tài chính và sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón Messi. Messi hiện còn một năm hợp đồng với Barcelona. Trong thỏa thuận này có điều khoản đội bóng nào muốn giải phóng cho Messi cần phải chi ra tới 630 triệu bảng. Ở mùa giải vừa rồi, Messi chơi 44 trận và đóng góp 31 bàn cho đội bóng chủ quản. Mặc dù Messi vẫn duy trì được phong độ tốt ở tuổi 33, mới đây anh lại không thể giúp cho Barcelona tránh được thất bại dưới tay của Bayern Munich ở tứ kết Champions League 2019-2020 với tỷ số không tưởng là 2-8. Ngay sau trận đấu thua sốc này, ban lãnh đạo của Barcelona đã sa thải huấn luyện viên Quique Setién và chỉ định Ronald Koeman làm người thay thế. Trong buổi lễ ra mắt, nhà cầm quân mới ký hợp đồng 2 năm với Barcelona đã nói về Messi như sau: "Tôi không biết liệu mình có phải thuyết phục Messi ở lại hay không. Rõ ràng cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và chẳng ai muốn đối đầu với Messi cả. Với tư cách là một huấn luyện viên, tôi muốn được làm việc cùng với Messi vì cậu ấy có thể đem về chiến thắng. Nếu Messi giữ lại được năng lượng và đẳng cấp như thường thấy, tôi sẽ rất vui khi cậu ấy ở lại." Chelsea chiêu mộ thành công Tiểu Van Dijk từ Barca. Mbuyama mới 18 tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao lý tưởng lên đến 1m95. Anh là cầu thủ trưởng thành từ câu lạc bộ MVV Maastricht và từng đá cho đội bóng này khi mới 16 tuổi. Hồi hè năm ngoái, Chelsea đã để thua Barca trong cuộc chiến giành Mbuyama. Ở đội U19 của Barcelona, Mbuyama đã thi đấu khá ấn tượng. Đây là cơ sở để chốt trận người Hà Lan được ví như Tiểu Van Dijk và hy vọng sẽ sớm được có mặt trong đội hình Barca B. Tuy nhiên, do có những bất đồng trong nội bộ của La Masia nên cuối cùng Mbuyama và Barcelona đã không thể thống nhất chuyện chấm dứt hợp đồng. Theo thỏa thuận mới ký với Chelsea thì Mbuyama sẽ gắn bó với câu lạc bộ phía Tây thành London đến năm 2023. Trước mắt, Mbuyama sẽ chỉ đá cho đội trẻ của Chelsea, nhưng có lý do để tin rằng anh không mất nhiều thời gian để lên chơi cho đội 1. Nên biết, huấn luyện viên Frank Lampard của Chelsea vốn là người rất thích trao cơ hội cho thế hệ trẻ. Bằng chứng là ở mùa giải trước, ông đã sử dụng tới 8 cầu thủ từ đội trẻ của Chelsea và đây là một kỷ lục. Đáng chú ý, dù có nguồn lực trẻ khá dồi dào, song Chelsea vẫn không ngừng bổ sung cho câu lạc bộ những cái tên mới đầy triển vọng. Kể từ đầu năm mới, họ đã chiêu mộ 4 tân binh tuổi teen. Arsenal sắp đón tân binh thứ tư ở hè năm 2020, mức giá 27 triệu bảng. Tờ The Times cho hay, Arsenal chuẩn bị chiêu mộ thành công trung vệ người Brazil Gabriel từ Lille với mức giá 27 triệu bảng. Arsenal và Lille đã chốt xong mức giá và theo tờ The Times, Gabriel đã kiểm tra y tế xong xuôi ở pháo thủ nên thương vụ này sẽ sớm được thông báo trong thời gian sớm nhất. Gabriel đã từng thi đấu cho đội U20 của Brazil và được công nhận là tài năng sáng ở League One trong hơn 18 tháng qua. Trung vệ này là mắt xích chủ chốt giúp Lille cán đích vị trí thứ tư ở League One mùa giải 2019-2020, qua đó đoạt vé thẳng vào vòng bảng của Europa League 2020-2021. Sự xuất hiện của Gabriel hứa hẹn sẽ giúp cho Arsenal giải quyết bài toán hàng thủ vốn đã trở thành cơn đau đầu với huấn luyện viên Arteta. Anh được dự đoán sẽ thay thế cho Skodan Mustafi và Socrates để đá cặp trung vệ với David Luiz, người mới ra hợp đồng thêm một năm với pháo thủ. Gabriel tên đầy đủ là Gabriel Magalhães. Anh khởi đầu sự nghiệp ở Avaí, đội hiện đang thi đấu tại giải hạng 2 của Brazil. Sau 21 lần ra sân cho câu lạc bộ này, anh chuyển tới châu Âu vào năm 2017, ký hợp đồng với Lille với mức giá khiêm tốn 1,5 triệu bảng. Quãng thời gian đầu, Gabriel đã gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường League One nên đã bị đem đi cho mượn 2 lần, lần lượt tại Troa và Dinamo Zagreb. Phải đến tháng 2 năm 2019, Gabriel mới có trận đầu tiên đá ở League One và từ đó trở thành trung vệ số 1 của câu lạc bộ. UEFA phân công trọng tài Italia bắt chung kết Champions League. Người được UEFA chọn mặt gửi vàng là trọng tài người Italia Daniele Osato, một trong những vị vua áo đen uy tín nhất ở châu Âu thời điểm hiện tại. Ông bắt đầu cầm còi từ năm 2010 và mùa này đã điều hành 8 trận đấu tại Champions League. Đáng chú ý, có trận đấu lượt đi vào mùa 8 giữa Real Madrid với Man City. Ở tuổi 44,
Osato chưa từng điều hành một trận đấu nào từ bán kết Champions League trở đi, nên trận chung kết tại Estadio Daglus sẽ là trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp của ông. Với cả hai đội bóng góp mặt ít nhiều, vì vua Eden đã đều để lại những ký ức đáng nhớ. Osato từng điều hành hai trận đấu của PSG tại Champions League, gã nhà giàu của nước Pháp giành chiến thắng cả ở hai trận, ghi được 7 bàn thắng mà không để thủng lưới bàn nào. Đầu tiên là trận thắng Celtic 5-0 ở vòng bảng mùa giải 2017-2018 và đặc biệt là thắng Man United 2-0 tại Old Trafford năm ngoái ở lượt đi vòng 1/8 mùa giải 2018-2019. Trong khi đó, Bayern đã có 3 trận đấu từng được Osato cầm còi ở Champions League. Họ có 2 chiến thắng trước Sevilla 2-1 ở lượt đi tứ kết mùa giải 2017-2018 và Benfica 5-1 ở vòng bảng mùa giải 2018-2019. Thất bại duy nhất của Hùng Xám chính là trước Liverpool với tỷ số 1-3 ở lượt về vào mùa 8 mùa trước. Hỗ trợ cho Osato sẽ là tổ trọng tài người Italia, bao gồm ông Lorenzo Macanelli và Alessandro Gialatini. Ông Ovidiu Hategen người Rumani sẽ là trọng tài thứ tư. Điều hành chính ở trong phòng VAR sẽ là ông Massimiliano Irati, cũng là một trọng tài người Italia. Bếp bà top team Man City có thể chiêu mộ được Messi. Cựu tiền đạo của MU, Dimitar Berbatov khẳng định Man City là một trong những câu lạc bộ có khả năng giành được sự phục vụ của Lionel Messi. Tương lai của Messi đã trở thành chủ đề tốn khá nhiều giấy mực của báo chí Tây Ban Nha sau khi Barcelona thua 2-8 trước Bayern Munich. Cầu thủ Argentina được cho là muốn rời câu lạc bộ ngay trong mùa hè này. Tôi không thấy khả năng Messi sẽ chuyển tới bất cứ một câu lạc bộ nào. Nếu Messi ra đi, sẽ có rất ít câu lạc bộ có khả năng chiêu mộ được cậu ấy. Manchester City chắc chắn sẽ nằm trong số ít câu lạc bộ đó. Với lối chơi của Luyện Pep Guardiola ở Man City, có thể sẽ hấp dẫn Messi. Tôi nghĩ nhiều người muốn thấy Messi chơi bóng ở Premier League, bao gồm những người chỉ trích cậu ấy, để họ có thể nói rằng Messi không xuất sắc như Cristiano Ronaldo. Berbatov phát biểu theo đài phát thanh Rock One, Lionel Messi đã nói với tân huấn luyện viên Ronald Koeman rằng nhiều khả năng anh sẽ ra đi hơn là ở lại với sân Camp Nou trong mùa hè này. Cầu thủ người Argentina được cho là đã cắt ngắn kỳ nghỉ của mình để gặp chiến lược gia 57 tuổi. Anh đã thổ lộ mong muốn của mình và đấu huấn viên Ronald Koeman thuyết phục ở lại. Và như vậy là chúng ta vừa kết thúc bản tin chuyển động bóng đá tối ngày 21 tháng 8 của kênh Mê Bóng Đá. Trước khi rời khỏi video này, anh em đừng quên bấm đăng ký kênh để đón theo dõi những video tiếp theo và đừng quên chia sẻ để lan tỏa những thông tin hấp dẫn nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin số tiếp theo. Trước khi kết thúc video của ngày hôm nay, các bạn một lần nữa đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi để có thể xem những video mới nhất của Mê Bóng Đá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.